da Richita, công dụng làm sáng da giúp tăng cường tái tạo. Có công dụng làm sáng da và dưỡng trắng da, giúp tăng cường tái tạo tế bào da, cải thiện màu sắc da, cải thiện độ đàn hồi của da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám, tàn nhang, kiềm chế sản xuất hắc tố melanin trong da, giữ ẩm cho da, duy trì sức khỏe của da, dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, mịn màng, hồng hào và tráng trề sức sống. Ngọc Trâm xin kính chào quý khán thính giả đang đến với chương trình VINASHOP Home Shopping, nơi mua sắm tiện dụng cho mọi gia đình người Việt tại hải ngoại. Với rất nhiều các sản phẩm làm đẹp cũng như sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe, đến với chương trình lần này thì Ngọc Trâm xin chia sẻ đến quý vị, đặc biệt là quý chị em phụ nữ, một sản phẩm rất thú vị và Ngọc Trâm tin chắc rằng sẽ có rất nhiều quý vị yêu thích sản phẩm này. Đó là dược thảo dưỡng trắng da Beautiful Skin Dietary Supplement tự nhiên đến từ Nhật Bản, Richita Bihaku. Có lẽ nhắc tới dưỡng trắng da là rất nhiều trong quý vị cảm thấy rất thích thú và quan tâm đúng không ạ? Vì người châu Á của chúng ta luôn luôn thích có một làn da trắng hồng mịn màng, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam với mái tóc thường là màu đậm, màu đen hoặc là màu nâu, với làn da trắng sẽ tô lên vẻ đẹp và nét trẻ trung của quý vị. Nhắc đến việc làm trắng da có lẽ có rất nhiều cách, nhưng với phương cách uống dược thảo sẽ là một trong những phương cách an toàn và hiệu quả nhất. Dòng sản phẩm làm trắng da được điều chế với các thành phần thảo dược chính như sau: hợp chất cysteine kết hợp với vitamin C, hợp chất selenium và zinc yeast, hợp chất prydenine pine, hợp chất red orange complex và nhóm vitamin B. Có công dụng làm sáng da và dưỡng trắng da, giúp tăng cường tái tạo tế bào da, cải thiện màu sắc da, cải thiện độ đàn hồi của da. Bên cạnh đó còn giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám, tàn nhang, kiềm chế việc sản xuất hắc sắc tố melanin trong da, giữ ẩm cho da, duy trì sức khỏe của da, dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, mịn màng, hồng hào và tràn đầy sức sống. Dược thảo dưỡng trắng da này thuộc dòng trắng da trị nám của công ty Richita Bihaku, là một thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Richita, có công dụng dưỡng trắng da, chống lão hóa, giúp ngăn ngừa đốm nám và tàn nhang, được nhà sản xuất Nhật Bản tại Hirakata City, Osaka Prefecture điều chế và sản xuất độc quyền cho tập đoàn Richita Bihaku có trụ sở chính tại Hoa Kỳ tại tiểu bang Georgia. Nhà máy được thành lập vào năm 1952, có trụ sở chính ở Osaka Shichotoku và văn phòng thương mại tại Ginza, Choku, Tokyo. Với hơn 66 năm không ngừng sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản, sản phẩm của nhà máy chúng tôi được bày bán khắp nơi trên toàn nước Nhật, bao gồm các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Fukuoka. Thưa quý vị, thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Richita và thảo dược Richita đăng ký và tuân thủ các quy định của FDA, hay còn gọi là Food and Drug Administration tại Hoa Kỳ. Vì vậy mà sẽ rất an toàn khi quý vị sử dụng. Cách sử dụng sản phẩm này rất đơn giản. Mỗi ngày quý vị có thể sử dụng 4 viên. Quý vị thân mến, làn da mái tóc luôn là điểm nhấn và nét quyến rũ của quý chị em phụ nữ. Vì vậy mà quý vị hãy sử dụng sản phẩm dược thảo trắng da đến từ Nhật Bản. Ngọc Trâm tin chắc rằng với làn da trắng hồng mịn màng, không bị nám, không bị sạm da, sẽ giúp cho quý vị tăng thêm phần tự tin cho bản thân rất nhiều. Sản phẩm hiện đang có bán tại các chợ và cơ sở thương mại người Việt tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xin quý vị hãy gọi ngay cho VINASHOP để được tư vấn miễn phí 24/7 với số điện thoại 1-855-855-5888. VINASHOP luôn luôn có những chương trình khuyến mãi đặc biệt và quà tặng hấp dẫn. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình VINASHOP Home Shopping. Đến đây Ngọc Trâm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình VINASHOP lần sau. Thảo dược đẹp da Richita, công dụng làm sáng da giúp tăng cường tái tạo. Có công dụng làm sáng da và dưỡng trắng da, giúp tăng cường tái tạo tế bào da, cải thiện màu sắc da, cải thiện độ đàn hồi của da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám, tàn nhang, kiềm chế sản xuất hắc tố melanin trong da, giữ ẩm cho da, duy trì sức khỏe của da, dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, mịn màng, hồng hào và tráng trề sức sống.